Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, chương trình có bài Hoàng Minh Thảo, vị tướng thao lược trí tuệ. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Yên Mỹ và huyện Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp. Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến nội dung về việc ban hành quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn của nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên, quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, đề án nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở ý kiến đóng góp thảo luận của các sở ngành địa phương, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua ban hành các quy chế được thảo luận. Đối với dự thảo ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp bổ sung thêm một số quy định trên cơ sở ý kiến thảo luận góp ý của các đại biểu tại cuộc họp, cần có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để hoàn thiện về chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Sở Xây dựng đối với đề án nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, phải trên cơ sở thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn thừa đổi ruộng. Đặc biệt, các huyện, thị xã, thành phố chủ động việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất mà các hộ dân đã thỏa thuận bàn giao mặt bằng cho các doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở góp ý của các đại biểu sớm bổ sung hoàn thiện đề án để Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành và tổ chức thực hiện. Tối qua, Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Hưng Yên vinh dự có hai tác phẩm đoạt giải. Giải báo chí quốc gia năm 2020 tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả của 112 tác phẩm báo chí xuất sắc ở 11 loại giải, trong đó có một giải đặc biệt 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải khuyến khích. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện tốt, phản ánh những vấn đề nóng bỏng được dư luận quan tâm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ giải báo chí quốc gia đã có giải đặc biệt được trao. Theo đó, giải đặc biệt là tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh bên lịch sử truyền hình của nhóm tác giả thuộc Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân dân. Hưng Yên vinh dự có hai tác phẩm đoạt giải, tác phẩm Fago 4.0 để người nông dân vất phá của nhóm tác giả Ngọc Oanh, Phố Thái, Công Quyết, Việt Triều, Trần Trang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đạt giải C ở thể loại phóng sự truyền hình và tác phẩm. Loạt 3 bài Hưng Yên giải quyết điểm nghẽn trên đường đua chỉ số PCI của nhóm tác giả Minh Nghĩa, Mai Nhung, Phạm Đăng, Báo Hưng Yên đoạt giải khuyến khích ở thể loại báo điện tử. Sau đây là thông báo về kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành trong ngày mai 26 tháng 10 năm 2021, khai mạc lúc 8 giờ tại hội trường trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa chỉ số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, để xem xét quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Văn Khuê.
quý vị và các bạn, Thượng tướng Giáo sư Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo, tên thật Tạ Thái An, là người con của quê hương xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, được đánh giá là một vị tướng chỉ huy thao lược, nhà khoa học quân sự trí tuệ. Cuộc đời ông gắn liền với những chiến công lẫy lừng, nhất là trên vai trò tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch tạo bước ngoặt chiến lược để đi đến thắng lợi toàn vẹn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, 25 tháng 10 năm 1921, 25 tháng 10 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng văn võ song toàn này. Sinh ra trên mảnh đất thôn cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, chàng trai Tạ Thái An sớm hoạt động cách mạng ở Lạng Sơn, được Bác Hồ lựa chọn sang học trường quân sự Hoàng Phố ở Trung Quốc và đổi tên là Hoàng Minh Thảo. Họ Hoàng là lấy tên của trường Hoàng Phố, chữ Minh đấy nó ý nghĩa là thông minh sáng suốt. Còn tên là Thảo thì trong cuộc sống bác thấy bố tôi là một người sống rất tình nghĩa, đối xử nhân hậu, thảo thơm với anh em đồng đội. Sau cách mạng tháng 8, 24 tuổi, Hoàng Minh Thảo làm khu trưởng chiến khu 3 thay Trung tướng Nguyễn Bình. 27 tuổi, ông là đại tá trẻ nhất toàn quân trong đợt phong quân hàm đầu tiên năm 1948. 30 tuổi, ông là đại đoàn trưởng đầu tiên của đại đoàn 304, một trong những cú đấm thép của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau năm 1954, ông tham gia xây dựng và là hiệu trưởng Học viện Quân sự. Đến năm 1966, trước yêu cầu của cách mạng miền Nam, ông được điều vào Tây Nguyên làm tư lệnh mặt trận. Ông chính là người đề xuất và trực tiếp chỉ huy đánh vào Ban Mê Thuột, trận đánh được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi là đòn điểm huyệt đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày thống nhất đất nước, ông trở lại công việc nghiên cứu giảng dạy về khoa học quân sự và giữ chức Viện trưởng Học viện Lục quân Đà Lạt, Học viện Quốc phòng Việt Nam và Viện Chiến lược Quân sự Bộ Quốc phòng. Ông có nhiều cống hiến cho lý luận khoa học quân sự với loạt 8 tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5. Giáo sư Hoàng Minh Thảo là một vị tướng đã trải qua kinh nghiệm trận mạc chỉ huy và có cái sự đúc kết. Và người ta nói đó là giáo sư của mưu kế thế thời. Đánh địch phải đánh bằng mưu, đánh địch phải có kế, đánh địch phải lợi dụng cái thế, đánh địch phải xem thời. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo qua đời lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2008 tại Hà Nội, thọ 87 tuổi và được an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Thưa quý vị và các bạn, thao lược trên chiến trường, trí tuệ ở nhà trường, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo còn để lại nhiều tình cảm, sự mến phục cho những thế hệ sau. Nhà thờ họ Tạ Văn ở thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, cây hoa bóng rồng năm nào Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đem về trồng, nay vẫn xanh tươi. Thường xuyên coi như là một năm ông về một hay hai lần, nhưng chủ yếu là về coi như là thời gian chỗ họ, về thăm hỏi bà con coi như làng xóm, cũng như con cháu trong họ. Buông tay súng, trở về với nghề làm hương xạ cha ông để lại, cựu chiến binh Mai Văn Vu vẫn nhớ rõ những lần gặp người bác họ Hoàng Minh Thảo trong chiến trường Tây Nguyên. Bác cái đồng cam cộng khổ cùng với anh em trong ấy, ăn mặc chung với anh em, ăn rất giản dị, nào cũng thương anh em. Pho tượng đồng đặt trang trọng trong phòng thờ Thượng tướng Hoàng Minh Thảo ở số nhà 69, phố Phùng Chí Kiên, thành phố Hà Nội là món quà của quân và dân Tây Nguyên đúc tặng. Thành phố Hà Nội đã có kế hoạch đặt tên một con đường dài hơn 2 km, rộng hơn 60 m mang tên Hoàng Minh Thảo. Gia đình cũng đang làm hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho ông. Đây là những tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với những công lao đóng góp của Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và quân đội ta. Thưa quý vị và các bạn,
kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tướng, giáo sư nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo vào 20 giờ 15 phút tối nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ phim tài liệu Thượng tướng, giáo sư Hoàng Minh Thảo. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mặt hàng rau xanh trên thị trường đang khan hiếm và tăng giá, nhưng người trồng rau ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ vẫn đảm bảo các biện pháp canh tác an toàn, không vì lợi nhuận mà đốt cháy giai đoạn chăm sóc. Xã Yên Phú hiện có hơn 300 hectare trồng rau màu, trong đó đa phần canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong khi thị trường rau xanh đang khan hiếm, thì mỗi ngày các hộ trồng rau xã Yên Phú cung cấp cho thương lái hơn 80 tấn rau thương phẩm. Nguyên nhân là do người dân vẫn duy trì canh tác trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời thực hiện trồng cuối vụ, một số diện tích trồng trong nhà để đảm bảo luôn có rau đưa ra thị trường. Ngoài ra, các hộ trồng rau đã áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết. Vì thế, dù thời tiết năm nay không thuận lợi, nhưng sản lượng rau vẫn ổn định đạt 1 tấn một sào. Chúng tôi thì áp dụng theo phương pháp của Việt Gáp, và chúng tôi đã được tư vấn và học qua Việt Gáp. Chuyên dùng về phân hữu cơ và phân vi sinh, sinh học đấy. Chứ còn về phân đạm thông thường như ure là chúng tôi tỷ lệ đạm nó có phần trăm, chỉ bón liều lượng ít thôi. Trồng nấm những năm gần đây được đánh giá có hiệu quả kinh tế tốt nếu được áp dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất. Mô hình của gia đình anh Nguyễn Ngọc Trình ở xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ là một ví dụ. Mô hình trồng nấm của anh Trình có diện tích 1.000 m², thâm canh hai vụ chính là vụ thu và vụ xuân. Trong đó, nấm linh chi được trồng vào vụ thu vì thời tiết thích hợp để phát triển. Trung bình một vụ, anh trồng từ 2 đến 3 vạn bịch nấm linh chi, ước thu từ 6 đến 9 tạ nấm thành phẩm. Giá bán dao động từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng một kg. Nấm sò được trồng cả hai vụ, nhưng chăm sóc thu hoạch đều tốn nhiều công hơn. Hiện nay, nấm sò đang là chính vụ, với từ 7 đến 10 vạn bịch, anh ước thu 2 tấn nấm trên một năm. Mặc dù ảnh hưởng của giá rau tăng, nhưng anh vẫn giữ ổn định giá tới thương lái, dao động từ 30 đến 35 nghìn đồng một kg. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là khu đô thị Eco Park và thành phố Hà Nội. Để tăng năng suất cũng như giảm công chăm sóc, anh Chỉnh đầu tư hệ thống tưới phun tự động, giúp giảm 2 giờ làm việc mỗi ngày. Nguyên liệu đóng bịch cũng được anh tận dụng từ mùn nấm linh chi, có giá trị dinh dưỡng rất cao. Với mô hình trồng nấm, anh Chỉnh thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong thời gian tới, anh có định hướng tiếp tục mở rộng quy mô, chuyển giao công nghệ cùng một số hộ nữa tham gia để xây dựng phát triển theo mô hình hợp tác xã. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ trong vụ đông xuân năm 2021-2022, không khí lạnh đến sớm, gia tăng tần suất và cường độ có thể gây ảnh hưởng tới chăn nuôi. Để chủ động phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm kịp thời và có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở chủ động triển khai các biện pháp sau: hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo quy trình Việt Gáp, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, chủ động dự trữ nguồn thức ăn tinh, thức ăn thô xanh, tận thu rơm cây ngô, phơi khô củ chua làm thức ăn cho châu bò, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, tăng cường bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng khoáng vitamin cho đàn gia súc gia cầm, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine và tẩy ký sinh trùng cho châu bò. Trong những ngày rét đậm kéo dài, nhiệt độ xuống dưới 12 độ, không cho châu bò làm việc, không chăn thả châu bò, chuẩn bị các vật liệu giữ ấm cho châu bò như làm áo khoác, chấu củi để sưởi ấm khi cần. Thưa quý vị và các bạn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là cơ sở để bảo vệ quyền lợi của người dân khi có tranh chấp hoặc được hưởng đền bù về đất khi bị thu hồi, giúp người dân tích tụ ruộng đất, áp dụng khoa học công nghệ yên tâm sản xuất. Tuy vậy, tiến độ cấp giấy chứng nhận sau dồn thửa đổi ruộng ở một số địa phương đạt thấp. Phóng sự được thực hiện tại huyện Yên Mỹ và huyện Ân Thi. Gia đình anh Phan Văn Thành ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ hoàn thành dồn thửa đổi ruộng năm 2016 với diện tích 2 mẫu. Nhưng đến nay, sau 5 năm, mặc dù rất mong mỏi, anh vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định sản xuất. Diện tích lớn để dù sử dụng máy móc, công cụ nó dễ dàng hơn và đạt được cái năng suất cao hơn. Nhưng vì có những cái lý do nó liên quan đến cái vấn đề trích đo rồi để làm thủ tục đất, nếu chi phí đo đạc hiện tại như bây giờ nó rơi vào khoảng 4-5 triệu. Nguyên nhân là do dù là địa phương thực hiện dự án VLAB, nhưng ở một số xã thực hiện dồn thu đổi ruộng theo chỉ thị 21 năm 2013 của tỉnh ủy chậm. Khi dự án VLAB kết thúc,
các xã vẫn chưa dồn thử đổi ruộng xong. Do đó, việc cấp giấy chứng nhận lại phải đo đạc, chỉnh lý bản đồ, địa chính từ đầu. Thực hiện dồn thử đổi ruộng chúng tôi rũ rối ra hoàn toàn. Nên là cái việc mà để mà cấp giấy chứng nhận bây giờ là phải các hộ dân có muốn có nhu cầu cấp giấy thì là phải tự bỏ tiền ra nộp cái tiền trích đo cho đơn vị đo đạc. Đến nay, huyện Yên Mỹ là một trong những địa phương có tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp chậm nhất tỉnh. Toàn huyện mới cấp được 7,2% tổng diện tích. Những cái xã mà thực hiện sau 2015 thì cái kinh phí là không còn nữa. Mà cái kinh phí đấy thì nếu để cấp được giấy chứng nhận thì sẽ phụ thuộc vào người dân. Người dân phải đóng góp một phần. Ở huyện Ân Thi, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới chỉ đạt gần 1% tổng diện tích số thửa. Do huyện Ân Thi không nằm trong dự án VLAP, một số địa phương không có kinh phí để đo đạc. Vì vậy, một số địa phương trong huyện đang tích cực tìm nguồn vốn để ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ đăng ký để cấp giấy cho các hộ. Ủy ban xã đã phải ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn đo đạc Nam Hà với kinh phí là trên 1 tỷ để coi như vậy thuê người ta đo đạc đi rồi là trích lục bản đồ để coi như vậy là cấp cho bà con nhân dân. Nếu mà xã không đứng bỏ kinh phí ra để mà đo đạc mà dân phải bỏ tiền ra cả thì chắc là nó hơi chậm, không thể làm được. Trong thời gian tới là sẽ tập trung bố trí kinh phí từ các cái nguồn đấu giá để bước một là cho toàn bộ các xã hoàn thiện cái đo đạc. Thứ hai là với 3 xã đã hoàn thiện công tác đo đạc rồi thì từ nay đến cuối năm sẽ tập trung đẩy mạnh cái công tác cấp giấy nhận sau dồn thử đổi ruộng cho bà con. Để đẩy nhanh tiến độ, các địa phương cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ các xã thị trấn trong việc đo đạc bản đồ địa chính, thường xuyên tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác kê khai, xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua đó, đảm bảo hoạt động sản xuất của người dân đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sau khi ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở thành phố Hưng Yên và huyện Ân Thi vào ngày 22 tháng 10, đến nay tỉnh Hưng Yên chưa phát sinh ca bệnh mới. Tính từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 267 ca bệnh COVID-19. Có 259 ca đã khỏi bệnh và ra viện, hiện còn 7 ca đang điều trị. Toàn tỉnh đang cách ly y tế trên 2.200 người, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 3 người, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 281 người, còn lại được cách ly tại nhà, không còn khu vực nào phải phong tỏa. Trong ngày 25 tháng 10, có 142 người từ vùng dịch trở về tỉnh. Để phòng tránh sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân ở vùng có dịch tạm thời không trở về địa phương. Tỉnh sẽ có sự hỗ trợ với mỗi công dân đang ở vùng dịch là 1 triệu đồng một người. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 10 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, lũy kế qua các đợt, tỉnh Hưng Yên đã tiêm được hơn 533.000 mũi, trong đó tiêm mũi 1 được trên 41% dân số, tiêm mũi 2 được trên 12% dân số. Tiếp tục chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, hướng đến mục tiêu tỷ lệ bao phủ và sử dụng vaccine cho người trong độ tuổi từ 18 trở lên đạt cao. Thị xã Mỹ Hào đang huy động tối đa các lực lượng để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay khi nhận được vaccine. Đợt này, thị xã Mỹ Hào được phân bổ 50.000 liều vaccine Sputnik V của Nga. Trong 3 ngày, 23, 24, 25, thị xã tập trung nguồn lực tổ chức tiêm chủng tại 14 điểm ở tất cả các xã phường. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, những ngày qua, khi địa phương thông báo, nhiều người dân trong thị xã đã tích cực đăng ký. Nhu cầu đăng ký tiêm vaccine của người dân khá đông. Đa số đều phấn khởi vì được tiêm vaccine để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa có đủ điều kiện tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, học tập trong điều kiện bình thường mới. Đến cuối ngày 25 tháng 10, thị xã Mỹ Hào đã có trên 70.000 người được tiêm mũi 1, đạt trên 62% và gần 25.000 người được tiêm mũi 2.